Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình có qua cái đảo rùa của mình ấy để lấy một ít cái quả trứng rùa đem về để chúng ta có thể ấp ở gần nhà luôn. Tại vì nếu chúng ta không ở gần những quả trứng rùa thì rùa sẽ không có nở ra các bạn ơi. Và hiện tại thì mình đã có được để xem nào, mình có được 22 quả trứng rùa và có được một cái vải từ con rùa con ấy. Sắp tới khi mà đủ được 5 cái vải thì chúng ta có thể làm được một cái nón rùa ấy các bạn ơi. Đây chính là cái công thức của cái nón rùa nè, giống như công thức chế tạo một cái nón bình thường thôi, nhưng mà nó có một cái công dụng rất là đặc biệt ấy, là giúp chúng ta có thể thở dưới nước lâu hơn ấy các bạn ơi. Và trứng rùa thì không biết có đặt trên đất được không ta. Ô, trứng rùa đặt trên đất được nè. Nhưng mà mình nghĩ là nên đặt trên cát các bạn ơi. Tại vì rùa mẹ là đẻ trứng rùa ra ở trên cát ấy, thành ra mình sẽ đặt trứng rùa ở trên cát nha. Và cát thì mình còn một ít nè, và mình sẽ đặt ở xung quanh cái hồ cá của mình luôn. Thì cái hồ này mình chưa có làm gì hết ấy. Đây mình sẽ đập ở đất. Nhiều quá. Lắp ở đây lại nè, lắp cát vào. Và một ít cát ở đây nữa, ở đây nè. Và ban đêm ấy thì zombie sẽ tấn công những quả trứng rùa, cho nên một xíu mình sẽ bảo vệ xung quanh luôn. Đây mình sẽ đặt vào đây một quả trứng nè. Hai quả. Và mình không biết là nên đặt từng quả riêng lẻ hay là đặt chùm lại với nhau các bạn ơi. Chắc mình sẽ đặt ba quả trứng vào một ô nhá, cho nó tiết kiệm một xíu. Rồi kế tiếp ở đây cũng sẽ có một vài cái cục cát nữa. Đây mình sẽ đặt ở đây một quả và bên đây là hai quả đi. Đó. Và ở bên đây luôn nhá, mình sẽ đặt ở xung quanh cái hồ luôn ấy các bạn ơi. Rồi ở đây thì ba cái cục cát luôn nhá, 1 2 3, và đặt trứng rùa vào. Đặt 4 quả được luôn. Mình đặt 4 quả vào một ô được luôn ấy. Và hình như ấy, rùa thì chỉ nở vào ban đêm thôi các bạn ơi. Mình không biết có chính xác không nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng thức đêm để cho rùa có nhiều thời gian hơn để nở ra nha. Rồi ở đây còn mấy quả mình sẽ đặt nốt vào luôn. Ở đây. Rồi vậy là xong rồi. Hiện tại thì mình có được 1 2 3 4 5 6 7, có 7 ô cát để chứa những quả trứng rùa. Công việc tiếp theo của mình là lấy những cái hàng rào này để rào ở xung quanh nhá. Để xem nào, ở đây mình còn mấy cái hàng rào không ta. Mình còn được 30 mấy cái hàng rào nè. Mình sẽ sử dụng 30 mấy cái này để rào ở xung quanh nhá. Nhưng mà 30 mấy cái thì chắc không đủ, thành ra bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít nữa. Đây mình sẽ đổi ra ván nè, và chế tạo thật là nhiều luôn. Mình được một stack máy luôn rồi. Rồi giờ thì rào nhá. Và cái cây của mình vẫn xây chưa xong nữa, tại vì mình đang định xây một cái cây custom ấy các bạn ơi, để nhìn cho cái hồ của mình nó đẹp hơn ấy. Bên đây thì chắc mình sẽ rào hướng nào ta. Mình sẽ chặt cái ô này ra đi, tại vì có cái ô thì con zombie có thể trèo vào ấy các bạn ơi. Đây rào từ bên ngoài ra nhá. Rào như thế này. Đó, vậy là đảm bảo an toàn cho mấy bé rùa ở bên trong luôn. Cho nó ra thêm một ô nữa. Đó, và mình còn 30 mấy cái, mình nghĩ như đây là đủ rồi. Rồi và bên trong không biết có nên cắm đuốc không nữa, tại vì nếu không cắm đuốc thì quái nó sẽ xuất hiện ấy các bạn ơi. Nhưng mà mình sợ cắm đuốc thì lại ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của những bé rùa nữa. Thành ra chắc mình nghĩ ánh sáng bên ngoài nó phát sáng vào ấy chắc cũng đủ rồi đó. Giờ thì chỉ còn đợi vào ban đêm cho mấy bé rùa nở ra thôi nhá. Rồi giờ thì mình sẽ vào trong để làm công việc tiếp theo. Và trong phiên bản mới này, khi chúng ta cho những cái khối thạch anh này vào cái lò nung nè, và cho nó nung lên thì nó sẽ tạo thành cái khối thạch anh mịn. Và cái khối thạch anh mịn thì nó sẽ không có những cái viền ở bên ngoài như những cái khối thạch anh bình thường nữa. Đây mình sẽ đặt xuống 1 2 cái slab nha, tại vì 2 cái slab sẽ tạo thành một cái khối nè. Đó, các bạn thấy sự khác biệt giữa hai khối này chưa? Cái khối thạch anh ấy thì nó sẽ có cái viền ở bên ngoài nhỏ nhỏ nè, còn thạch anh mịn thì nó sẽ mịn hết luôn, không có viền á. Thành ra xây dựng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và mình đã kiểu như là nung được một mớ cái khối thạch anh mịn rồi. Đây mình có được 63 nè, bên đây có thêm 3 nữa, và bên đây nữa nè. Đó, có rất là nhiều luôn, để trong ngày hôm nay chúng ta có thể xây dựng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nó nung hết đi, rồi chúng ta sẽ đem ra cái khu vực xây dựng và xây dựng nha các bạn. Trong lúc mình dọn những cái cây gỗ sồi sẫm ở bên đây và trừ lại những cây nấm thì mình thấy chỗ này khá là thích hợp để chúng ta có thể xây được những cái ngôi nhà nấm ấy, để sắp tới mình có thể làm nguyên một ngôi làng nấm ngay tại vị trí này nha các bạn. Và những cây nấm này thì chắc mình sẽ dọn ra nha, và mình sẽ thay thế bằng những cây nấm mình tự xây luôn. Đó. Và những cây nấm này sau khi chúng ta chặt thì nó sẽ rơi ra những cái nấm đỏ nha các bạn. Chúng ta có thể sử dụng để trồng lại nè. Mình nghĩ là tốt nhất chúng ta nên trồng trên cái đất vi khuẩn ấy thì nó sẽ mau lớn hơn. Và vật liệu xây dựng để làm một cái nấm thì chúng ta chủ yếu cần những cái khối thạch anh mịn nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ dọn ra một xíu, tại vì cái chỗ này thì nó hơi bé, thành ra phải dọn ra thêm nha.
Rồi dọn ra một ít nè, dọn ra tiếp bên đây luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu xay. Và mình sẽ xay ở đây một cái cây nấm màu đỏ trước. Các bạn có thể làm thật là nhiều cây nấm, nhiều màu, màu màu xanh này và màu tím chẳng hạn. Đó, tùy theo cái màu mà bạn thích nha. Rồi giờ mình sẽ lấy ra thêm một cái rương sugar nữa, tại vì hiện tại mình khá là đầy slot rồi. Đây mình sẽ cắt bớt đất vào nha. Đây cắt đất vào quá trời luôn các bạn ơi. Cắt vào đây đi. Rồi và mình sẽ đặt trước ở phía dưới ấy là một ít cái khối thạch anh để làm cái phần thân nấm nha các bạn. Thân nấm mình sẽ sử dụng những cái thạch anh mịn nè. Mình sẽ đặt ra 1, 2, 3, 4, 5 ô. Đặt trước 5 ô nha. Sau đó làm thành một hình vuông 5 x 5 nha các bạn. 1 nè, 2, 3, 4 và 5 ô. Tương tự ở đây luôn. Và nói lại để tạo thành một hình vuông thôi. Kế tiếp thì mình sẽ chọn cái hướng để làm cửa. Ở đây thì chắc mình sẽ làm một cái cửa để hướng về phía cái hồ nè. Mình sẽ đập ở đây ra một ô như thế này và một ô ở bên đây. Đó, ở bên đây cũng vậy luôn nha. Nhưng mà cái này làm cửa thì mình sẽ đập ra hẳn luôn. Đó, bên đây thì mình sẽ đặt ra 3 ô, 1 2 3. Phía sau cũng là 3 ô và phía bên phải cũng là 3 ô. Đó, kế tiếp thì mình sẽ bắt đầu cho cái thân nấm này nó cao lên trên nha các bạn. Mình sẽ cho nó lên trước 3 ô nè, làm một cái ô dư ra. Đó, 3 ô và một ô dư ra, tương tự ở bên đây luôn. Sau đó thì mình sẽ nối dài lên trên nha. Đây mình sẽ lên trước là 2 ô, 2 ô và 2 ô. Đó, cứ 2 ô thì các bạn nối lại với nhau để cho nó kết nối lại với nhau nha. Rồi, ở đây 2 nè, cũng như là ở bên đây nữa là xong. Vậy là chúng ta đã được cái phần, cái này là phần gốc của cây nấm rồi. Tại vì cây nấm thì mình xây nó cũng khá là to các bạn ơi. Rồi và ở đây thì để cho cái cửa đẹp hơn thì chắc mình sẽ thay thế một xíu. Mình đã chuẩn bị được hai cái thùng để chúng ta có thể làm cái phần trụ nè. Kế tiếp thì gắn vào cái thân gỗ sồi ở đây và làm phần mái cho cái cửa thôi. Đó, phần mái thì mình sẽ gắn vào những cái cầu thang nha các bạn. Và ốp ngược lại để nhìn cho cái mái nó đẹp hơn nha. À, vậy là chúng ta đã xong cái phần cửa rồi. Và chúng ta có thể đập ở bên trong ra để ốp phần sàn như bình thường nha. Và nhà nấm thì nó hơi bé, thành ra mình sẽ di chuyển lên trên ấy là bằng cái cầu thang, cái thang leo nha các bạn. Và phần sàn thì chúng ta có thể ốp bằng ván gỗ chẳng hạn. Ở đây mình có một ít cái ván gỗ nè, mình sẽ ốp lại luôn. Đó, ốp lại hết luôn nha. Rồi, sau đó mình sẽ gắn luôn cái cửa luôn đi. Mình có dư một cái cửa gỗ sồi sẫm nè. Gắn cho nó lòi ra bên ngoài cũng được. Không, cái này phải gắn vô bên trong. Tại vì cái mình đặt cái cầu thang ở phía trên các bạn ơi, thành ra phải gắn cửa vào bên trong ấy. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ trèo lên nha. Và làm cho nó tương tự cái mặt bên đây luôn nha. Nói lên và ốp lại như thế này. Đó, vậy là nó đồng bộ hết lại với nhau rồi đó các bạn ơi. Kế tiếp mình sẽ nối lại hết lại với nhau nha. Đây, mình sẽ nối hết lại như thế này nè. Để mình bắt đầu kéo dài lên trên rồi. Và kể từ đây thì mình sẽ bắt đầu làm cho nó dài lên trên theo thứ tự là 1, 2, 3, 4 và mình nghĩ là 4 hay 5 ta. Mình không muốn cây nấm này nó quá cao đâu các bạn ơi. Để coi nào, cái này là mấy ô, hình như là 4 ô rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, mình nghĩ là 4 ô thôi các bạn ơi. Sau đó mình sẽ bắt đầu làm cho cái cây nấm nó to ở phía trên nhá. Nhưng mà hiện tại mình thiếu cái dàn giáo mất tiêu rồi. Để mình vào trong mình lấy cái dàn giáo cái đã. Tại vì có dàn giáo thì mình mới trèo lên cho nó dễ các bạn ơi. Kế tiếp thì mình sẽ làm cho cái phần phía trên này nó to to ra một xíu nha các bạn. Để chúng ta có thể bắt đầu làm cái khu vực nhà ở tầng trên nhá. Ở đây thì mình sẽ cho nó lên cao khoảng 3 ô đi. 1 nè, 2 và 3 ô. Đó, sau đó bao bọc ở xung quanh bằng những cái khối thạch anh mịn như bình thường nha. Đó, và kế tiếp thì mình sẽ mở rộng về mỗi hướng ấy là khoảng 3 block nha. 1, 2 và 3 ô. Ở đây là 2, ở đây là 2. Tương tự ở các hướng còn lại luôn nha các bạn. 1 nè, 2 và 3. 1, 2, 1, 2. Ở đây cũng vậy luôn. Đó, như vậy là chúng ta đã có được một phần sàn ở phía trên khá là rộng rồi. Để chúng ta có thể trang trí nè, cũng như là ở phía trên nha. Và ở những cái góc này thì chúng ta nên đặt thêm vào một block để chúng ta có thể mở rộng cái phần sàn ra hơn ấy. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ gắn vào đây là những cái slab thôi. Hiện tại thì thạch anh mịn mình cũng hết mất tiêu rồi. Mình không biết có đủ để làm mấy cái slab không nữa. Mình còn 3 cái nè. Để coi coi. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Rồi, vậy là mình thiếu thạch anh mịn mất tiêu rồi. Bây giờ chắc mình sẽ xuống Nether để farm thêm một ít thạch anh nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ quay về và tiếp tục làm cái phần sàn ở phía trên của ngôi nhà nấm nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình farm thêm một ít thạch anh nha.
mình đã nấu một ít cái thịt anh miệng ra nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bay qua bên kia để chúng ta tiếp tục xây dựng nha. Rồi bay qua bên thôi. Đó, sau khi đó, sau khi mình đã làm xong phần phía trên thì mình sẽ bắt đầu làm phần cái này là phần ngọn của cây nấm nha. Và mình không sử dụng những cái khối nấm đó đâu các bạn ơi, tại vì khối nấm khi xây dựng sẽ rất là khó luôn. Khi mà mình đập một góc ấy thì nó sẽ bị mất hết một phần màu đỏ, nhìn khá là kỳ. Thành ra mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông màu đỏ nha, để làm cây nấm thì nó sẽ ok hơn. Rồi giờ mình sẽ lắp vào đây làm ít cái slab bằng thạch anh mịn cái đã, ở đây cũng như là ở bên đây nữa. Đúng chưa ta? Hình như là đúng rồi đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu ốp vào những cái khối bê tông màu đỏ nha. Ở đây thì mình đã sử dụng những cái khối bê tông đỏ hôm bữa mình xây còn thừa nè, ốp vào luôn cho nó tiết kiệm nha các bạn. Ở đây còn thiếu slab, mình sẽ ốp vào slab. Rồi và ốp vào bên đây. Cái này thì mình sẽ ốp ở cái phần ngọn trước nha. Ở đây mình sẽ ốp 3 ô trước nè, sau đó viền ra 2 ô, cái này cũng ra 2 ô và đặt bên trong một ô như thế này. Đó, các bạn làm tương tự ở những cái chỗ còn lại nha. Đặt vào đây. Bê tông đỏ nè. Bê tông đỏ nói qua và đặt ô chính giữa. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái phần ngọn của cây nấm rồi. Và sau đó mình sẽ kéo dài cái phần ngọn này lên nhé. Và các bạn lưu ý làm cây nấm thì mình nghĩ là không nên làm cái phần ngọn nó quá nhọn đâu. Quá nhọn thì nhìn nó hơi kỳ ấy các bạn ơi. Thành ra làm cho nó hơi bằng bằng ở phía trên một xíu nha. Từ đây thì mình sẽ bắt đầu kéo dài lên nè. Cái này chắc mình sẽ lên 2 ô các bạn ơi, để cho nó có chiều cao trước cái đã. Cái này là 1, 2 2 và ở bên đây nữa. Mình thường làm ở bốn hướng trước đi, còn ở những cái góc này nè thì một xíu mình sẽ làm sao thì nó sẽ dễ làm hơn á. Từ đây thì mình sẽ đặt vào nè, lên 2 ô và đặt vào bên góc đây mà mỗi chỗ một block nha, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy các bạn ơi. Để coi coi, ở đây và ở những cái góc như thế này. Đó, và ở chính giữa thì mình nghĩ là nên có một block nha. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần bắt đầu của phần ngọn rồi đó các bạn ơi. Còn ở phía trên thì các bạn nên xen vào một ít cái đốm màu trắng nha. Tại vì cây nấm thì nó có một ít cái chấm trắng đó các bạn ơi. Nhưng mà đây là cây nấm hơi bự, thành ra cái chấm trắng đó sẽ thay bằng một ít cái đốm màu trắng nha. Và đốm màu trắng đó thì mình sẽ sử dụng những cái khối len ấy. Nhưng mà trước tiên làm cái phần đốm trắng đó thì chúng ta cần phải hoàn thiện cái phần phía trên của cây nấm trước cái đã. Đây mình sẽ viền qua bên đây luôn nhá. Mình không nên đập những cái block ở phía trong đâu, tại vì bên trong này mình nghĩ chúng ta sẽ ít ở ấy, thành ra không gian nhỏ nhỏ thì cũng vừa đủ thôi. Thành ra không cần phải đập những cái khối ở phía trong nha các bạn, để vậy nhìn cho nó đẹp luôn. Rồi tiếp tục là ở phía trên đây nè. Đó, qua bên đây. Và trên đây thì chúng ta có thể gắn vào một cái khối kính nha, để ban đêm chúng ta không cần phải tắt đuốc ở phía trên nè, mà trên đây vẫn có ánh sáng ấy. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng cái khối kính ở phía trên đây để ngắm cảnh luôn. Giờ mình sẽ bay vào nhà nè, để lấy một cái khối kính ra và chúng ta gắn vào luôn nha. Đây, bay vào bên trong. Ui da, rồi lấy ra. Ở đây còn một ít cái khối thạch anh mịn nữa. Và mình phát hiện ấy, cái khối thạch anh mịn này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thành ra sắp tới mình sẽ cố gắng sử dụng nó nhiều trong việc xây dựng nha. Rồi mình sẽ đem thêm ít cái tấm kính thủy tinh luôn nha, để một xíu nữa mình còn gắn thêm cái cửa sổ cho cái ngôi nhà nấm nữa. Tại vì nhà gì cũng vậy thì nên có cửa sổ để cho nó như là thoáng mát hơn các bạn ơi. Rồi gắn cái khối kính vào đây nha. Ten ten. Vậy là xong rồi. Thắp lên một cây đuốc cái đã. Ở trên đây nó vẫn có thể xuất hiện quái nha các bạn, thành ra nên cắm đuốc á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm những cái đốm trắng nè. Và đốm trắng thì mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông, à không, khối len màu trắng á. Nhưng mà bây giờ mình cần tìm đường đi vào cái đã. Đây mình sẽ đi từ trên xuống đi, để cho mình dễ dàng biết và cứ như là đi lên và lắp lại nè. Đây lấy len trắng ra cũng như là lấy cái rương luôn nha. Lấy cái bàn chế tạo. Rồi đi lên lại thôi, sử dụng dàn giáo để đi lên. Rồi gắn lại vào vị trí này. Đó, và đốm màu trắng thì mình sẽ làm cho nó ngẫu nhiên thôi. Mỗi cây thì có cái hình dáng khác nhau ấy, thành ra mình sẽ làm ngẫu nhiên thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Không cây nào giống cây nào hết trơn. Rồi gắn ở đây một cái nè. Ở bên đây một cái nữa. Đó, vậy là chúng ta đã được một đốm rồi. Tương tự ở hướng bên đây thì mình sẽ cho nó thêm một đốm nè. Một ô màu trắng. Và ở nếu bên trong mà chúng ta thấy những cục len ấy thì nó cũng không có ảnh hưởng đâu các bạn ơi, tại vì đây là cây nhà nấm mà. Đó, gắn ở đây nè, cũng như là ở bên đây nữa, làm cho nó xéo xéo nhau các bạn ơi. Ở đây cũng như là ở bên đây. Đó, càng nhiều đốm thì càng đẹp thôi. Hiện tại mình được 3 đốm rồi đúng không? Và ở bên đây thêm một đốm nữa đi cho nó tắt tắt một xíu nha. Ở đây một cục nè, ở đây một cái và ở bên đây nữa. Tên tên, vậy giờ chúng ta đã được 4 đốm rồi.
Để xem nào, ở phía trên thì mình nghĩ là không nên có đâu, và phía góc bên đây thì mình nghĩ nên có thêm một cái nhá. Ở đây và một cái ở bên đây nữa. Rồi, vậy là chúng ta đã trang trí xong ở phía trên của cây nấm rồi. Còn bây giờ ở phía dưới cái phần tán nấm thì mình ui giật hết cả mình. Vừa xuống bị con skeleton bắn chứ. Phần ở phía dưới cái tán nấm thì mình sẽ trang trí thêm các bạn ơi. Nhìn về thì cái nấm nó chưa có kiểu như là chắc chắn cho lắm ấy. Thành ra mình sẽ gắn vào thêm ít cái để coi mình còn cầu thang không ta. Hình như mình còn cầu thang á. Để coi gắn cái cầu thang này nó có thích hợp không cái đã. Mình sợ gắn cái cầu thang thì nó sẽ không có thích hợp các bạn ơi. Đây mình sẽ gắn vào đây nè. Và sau đó cho một ít cái slab vào. Và cho nó gì. Nó làm như vậy nè. Mình nghĩ trang trí như vậy thì nó sẽ ổn hơn á. Nhưng mà mình cần phải chế tạo thêm những cái cầu thang bằng thạch anh mịn cái đã. Tại vì mình đang xây bằng khối thạch anh mịn các bạn ơi. Chen vào những cái khối thạch anh bình thường thì nó sẽ có cái viền và nó sẽ không còn đẹp nữa ấy. Đây đập ra nè. Và thạch anh mịn gắn vào. Ui gắn được rồi. Phải cho nó hướng về phía trước các bạn ơi. Gắn như vậy nè. Đó, tương tự ở mặt bên đây luôn nha. Rồi cầu thang slab. Ui đặt ngược đập ra một cái. Slab ở đây cũng như là ở bên kia nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Giờ mình sẽ đi xuống dưới trước cái đã. Nhảy qua bên đây nè. Rồi sau đó trèo lên và gắn tiếp thôi. Vậy là chúng ta đã xong cái phần bên ngoài của cây nấm rồi. Một xíu thì mình sẽ bắt đầu trang trí ở xung quanh cây nấm sau nha. Trang trí thì chúng ta có hai cách trang trí á. Một là làm thêm cửa sổ, hai là gắn thêm đèn lồng. Đó, mình có hai cách trang trí đó thì nó sẽ đẹp hơn á. Tại vì cây nấm này mà gắn cái đèn lồng vào ban đêm thì nhìn nó sẽ rất là mờ ảo và sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Mình khá là thích cách trang trí đó ấy. Rồi giờ mình sẽ trèo lên để lấy lại mấy cái dàn giáo trước cái đã. Đây dàn giáo lượm lại nè. Ở đây, ở đây và bên đây hết chưa? Rồi hết rồi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới và bắt đầu làm những cái cửa sổ nha. Mình đã lấy ra thêm một ít cái tấm thủy tinh màu trắng rồi nè. Giờ mình sẽ đập ở đây một khối ra và gắn vào cái tấm kính. Tại vì mình muốn sử dụng tấm kính thay vì những cái khối kính các bạn ơi. Để cho nó có chiều sâu hơn ấy, nhìn nó sẽ đẹp hơn á. Rồi ở phía sau thì mình nghĩ cũng nên có đi. Mặc dù ở hướng bên đây nè, mình sẽ gắn vào một cái cầu thang á. Đây mình sẽ làm một cái cầu thang bằng khối thạch anh luôn. Đó. Và phía sau này chúng ta vẫn có thể ngắm ra bên ngoài bình thường nha. Mình sẽ đổi lại một xíu, mình sẽ gắn vào một ít cái slab trước cái đã. Đặt cái rương xuống nè, lấy slab ra và gắn vào thôi. Đó. Phía sau này chúng ta vẫn có thể trang trí lại như bình thường nha. Và công việc trang trí thì một xíu mình sẽ làm sao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở rộng ở phía trong ra thôi. Tại vì mấy ô này nó bị khuất ở bên trong, thành ra vẫn có thể đặt ra để ốp vào bằng những cái slab ấy các bạn ơi. Đặt cái bàn chế tạo xuống và chế tạo thêm một ít cái slab thôi. Đây mình có thêm được 7 cái và gắn vào như thế này. Đó, vậy là phần nội thất ở phần sàn dưới đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần sàn trên thôi. Lấy lại cái rương coi và nhìn một cách tổng thể cái đã. Mình nghĩ ở tầm đoạn này nè, mình sẽ làm thêm một cái cửa sổ, nó tương tự cái phần cổng vào các bạn ơi. Mình nghĩ như vậy thì nó sẽ đẹp hơn á. Ok bây giờ mình sẽ trèo lên và làm thử nha. Mình sẽ làm một cái cửa sổ bằng cái thân gỗ sồi luôn đi. Tầm này nè các bạn ơi. Và tầm này thì nó lại gần quá rồi. Vậy thì nó lại gần quá. Chưa để mình chặt ra một cái. Chặt ra và gắn vào ở đây là một cái slab hay cầu thang ta. Cầu thang. Cầu thang đi. Cầu thang như vậy, đập ra một cái. Và sau đó mình sẽ gắn vào một cái thân gỗ sồi nè. Giống như là nó đang chống cái phần cửa sổ vậy đó các bạn. Và kế tiếp thì mình sẽ gắn vào đây là những cái phần mái thôi. Tại vì phần cửa sổ thì mình muốn làm cho nó có mái thì nó sẽ đẹp hơn đấy các bạn. Đây mình sẽ trèo lên cao một xíu nè. Rồi sau đó thì mình sẽ gắn vào đây là cái này hơi khó nha. Đây mình sẽ gắn cầu thang từ vị trí này là vừa rồi. Lấy cái rương suker ra trước cái đã. Đặt cái rương suker xuống và lấy một ít cái cầu thang ra như vậy. Đó, và bên kia cũng phải có cầu thang luôn nhá. Và bên đây một cái nữa như thế này. Mình còn phải lấy rương suker ra trước. Lấy cái rương lại nè, gắn vào đây. Kế tiếp ở phía trên này mình sẽ gắn vào một cái khối, gắn cái khối đi, gắn cái khối thạch anh cho nó đồng bộ với bên trong các bạn ơi. Và phía trên này thì mình gắn vào một cái cầu thang như bình thường thôi và cho nó hướng ra bên ngoài nhá. Đây như thế này. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái phần mái rồi, ở phần cửa sổ rồi. Và chúng ta có thể gắn vào một cái tấm kính ở đây nè. Và những cái thân này nhìn nó hơi thô các bạn ơi. Thành ra mình dự định sẽ gắn vào những cái cửa sập á. Đây mình sẽ chế tạo thêm ít cái ván gỗ nữa để chúng ta ráp cái cửa sập nha. Đây cửa sập như thế này, được hai cái á.
Vậy nó sẽ ok hơn rất là nhiều luôn. Rồi, giờ mình sẽ làm thêm nè và chế tạo cửa sập thôi. Ngoài ra trên đây chúng ta vẫn có thể trồng cây nha các bạn, nhưng mà trồng cây thì để trang trí thôi. Thành ra mình sẽ đặt ở đây một cái mình sẽ đặt ở đây một cái cục đất được không ta? Rồi sau đó mình viền lại bằng những cái cửa sập bằng gỗ băng sam á. Ồ, vậy cũng khá là thích hợp á. Ok, chắc bây giờ mình sẽ ngủ một giấc nè. Rồi sau đó mình sẽ đi vào bên trong ấy để lấy một cái cửa sập bằng gỗ băng sam ra nha. Rồi chúng ta sẽ trồng một vài cây hoa gì ở trên cái cây nấm luôn nha các bạn. Mình đã vào bên trong ấy để chế tạo thêm một ít cái đèn lồng này, cũng như là mang ra một ít cái cửa sập để chúng ta có thể gắn vào phía trên này nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ gắn những cái cửa sập trước, gắn vào đây và ở bên đây nữa. Mình quên đem cái chậu hoa rồi, thành ra mình sẽ cắm hoa lên luôn nha, không cần phải có cái chậu đâu các bạn ơi. Rồi ở đây có cái bông hoa mới nè, bông hoa linh lan. Ồ, hoa linh lan nha. Rồi trồng ở phía trên luôn, ở đây đó, vậy là ok rồi. Và mình cần phải chế tạo thêm một ít cái thang leo nữa để chúng ta có thể trèo lên trên nha các bạn. Đây mình sẽ chế tạo một ít cái thang leo luôn. Mình có được, để coi coi, được 9 cái á. Ồ, 9 cái cũng khá là đủ rồi. Và đặt những cái thang leo vào nha các bạn. Đây, từ đây thì mình sẽ bắt đầu đi lên nè. Lên tít ở trên kia luôn. Và trên đường đi lên thì mình vẫn có thể nhìn ra bên ngoài nè. Rồi, giờ thì lên trên và bắt đầu kiểu như là dọn phần ở khu vực ở phía trên ấy để chúng ta trang trí nè. Ở trên đây cũng khá là đủ rộng để chúng ta có thể đặt giường, rồi một số cái vật dụng cần thiết ấy các bạn ơi. Đập cái khối này ra coi. Rất là rộng rãi luôn. Nhưng mà mình còn thiếu một cái bàn chế tạo để mình ráp thêm cái thang leo cái đã. Còn hơi thiếu các bạn ơi. Đây, gắn thêm thang leo nha. Rồi vừa đủ rồi. Ở trên đây mình có thể gắn vào một cái giường nè, một chỗ để chúng ta chứa đồ, một chỗ để chúng ta pha thuốc nè. Rất là đầy đủ luôn nha. Còn việc trang trí chắc là một xíu mình sẽ làm sao. Còn bây giờ mình sẽ trang trí ở phía bên ngoài trước cái đã. Tại vì bên ngoài cây nấm mình muốn gắn vào những cái đèn lồng ấy các bạn ơi. Đây đèn lồng mình sẽ gắn ở xung quanh cây nấm luôn. Ban đêm thì nhìn cây nấm nó sẽ rất là đẹp luôn ấy các bạn. Đây mình sẽ gắn cái dàn giáo để trèo lên trên trước. Và đèn lồng thì mình gắn ở ở phía dưới cái hàng rào sắt ấy các bạn ơi, vậy thì nó sẽ đẹp hơn á. Đây kiểu như là đang treo vậy đó. Gắn, ui gắn không được hả? Ủa, ô mình cứ tưởng đèn lồng gắn vô hàng rào sắt được chứ. Ô hàng rào sắt không được rồi. Vậy là chúng ta cần phải sử dụng những cái hàng rào bằng gỗ rồi. Tại vì hàng hàng rào bằng gỗ thì nó hơi to các bạn ơi, nhìn nó sẽ không còn đẹp cho lắm ấy. Nhưng mà cũng không sao đâu, dù sao cũng treo được cái đèn lồng lên là vui rồi. Vậy là xong rồi. Như vậy thì mình đã xong cái nhà nấm rồi đó các bạn. Công việc còn lại là trang trí ở bên trong, ở tầng dưới nè, cũng như là tầng trên thôi. Đó, và ngoài ra các bạn cũng có thể gắn vào những cái slab hoặc là những cái cầu thang bằng cái thạch anh mịn ấy ở phía phần thân của cây nấm để nhìn cho cây nấm nó đẹp hơn nha. Rồi giờ chắc mình sẽ dọn đồ cũng như là trang trí ở bên trong cây nhà nấm này nha các bạn. Ok các bạn ơi, sau một lúc trang trí cũng như là dọn dẹp đồ thì mình đã hoàn thành xong cái căn nhà nấm rồi. Ở đây thì mình có một ít cái rương nè để mình có thể chứa đồ, và phía sau là một ít cái lò nung. Và ở đây các bạn thấy có cây đuốc không? Mình đã giấu cây đuốc rồi. Ten ten. Đây, đây là cây đuốc mình đã cắm vào để thắp sáng và cũng như là giấu đi để cho nó đẹp hơn nha. Và mình cũng có một cái chậu hoa để trồng cây nấm luôn nè. Còn ở phía trên thì mình cũng đã trang trí xong luôn rồi. Mình đã ốp cái phần sàn ở phía dưới bằng những cái tấm thảm ấy để cho nó đồng bộ với cái cây nấm này luôn. Sắp tới mình sẽ làm thêm thật là nhiều những cây nấm màu khác nhau ở xung quanh chỗ này để làm nguyên một ngôi làng nấm nha. Và ở đây là có lò nung nữa nè, có bàn chế tạo, có rương và có đuốc nữa. Và đuốc thì mình cũng có trang trí thêm bằng một cái cung vật phẩm và một cái slab ấy các bạn ơi. Ở đây có giá treo đồ nhưng mà mình chưa có đồ để máng lên, và một cái rương để mình chứa những thứ quan trọng ở đây. Đó, mình chỉ trang trí đơn sơ như vậy thôi. Các bạn nào có cách trang trí khác ấy thì cũng có thể áp dụng vào để trang trí nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ làm cái công việc tiếp theo nha các bạn. Dạo gần đây thì mình tập trung quá nhiều vào việc xây dựng ấy, cho nên chưa kịp đi khám phá. Thành ra trong ngày hôm nay chắc mình sẽ có một chuyến đi khám phá mới nha. Lần này thì mình sẽ khám phá vùng Bắc Cực các bạn ơi, để chúng ta có thể tìm được một loài cáo mới nữa. Ngoài loài cáo này ra thì chúng ta còn có thêm loài cáo tuyết nữa. Theo như mình dự đoán thì cáo tuyết sẽ có bộ lông màu trắng của màu tuyết các bạn ơi. Và ở đây thì bé cáo này hình như là bé cáo baby hôm bữa lớn lên rồi nè. Bé cáo này rất là dạng luôn, mình ở gần như thế này mà vẫn không sợ, mà vẫn ngủ say sưa còn ngáy nữa. Còn mấy cái bé cáo bên đây
đây thì rất là nhát luôn, mình lại gần là chạy mất tiêu. Kệ đi, giờ để cho mấy bé cáo ở trong đây và sống đi, còn mình sẽ đi chuẩn bị hành trang rồi chúng ta đi khám phá nha. Và trước khi đi thì mình sẽ ngó qua cái chỗ nuôi rùa của mình cái đã. Hiện tại những quả trứng rùa hình như vẫn chưa nở các bạn ơi, 2 ngày mấy hay 3 ngày rồi nhưng mà vẫn chưa có quả trứng nào nứt ra hết trơn ấy. Để trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng áp cao ở trong đây thật là lâu để cho những quả trứng này nó nở ra, và chúng ta sẽ cho ăn và lấy cái mấy cái vải rùa nha để chế tạo cái nón rùa. Đi khám phá cái vùng đó mình nghĩ nên đem theo thuốc tốc độ thôi, tại vì quan bển mình cần di chuyển nhanh các bạn ơi, để đỡ mất thời gian hơn ấy, dùng bắt cực mà. Để xem nào, mình còn những loại thuốc tốc độ không cái đã. Thuốc nhìn trong bóng tối chắc mình sẽ mang theo luôn, có gì mình sẽ đi khám phá xuyên màn đêm. Và thuốc tốc độ mình còn được 2 lọ nè. Đó, mọi thứ thì mình sẽ đem theo 2 lọ nha. Rồi, và ở đây coi hình như còn thuốc máu thì phải. Sức mạnh, ở ngoài thì mình không có đánh nhau với mấy con boss hay gì, chắc không cần thuốc sức mạnh đâu. Hồi máu tức thì chắc không cần. Ok, chắc chỉ mang theo 2 lọ thuốc này thôi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ ngủ ở nhà một giấc đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ bắt đầu đi qua cái khu vực Bắc Cực nha. Hiện tại thì mình đã di chuyển qua vùng Bắc Cực rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống phía dưới phần đất liền để khám phá nha. Rồi, giờ nhảy xuống dưới thôi. Và trên đường đi nếu mình gặp những ngôi làng ấy thì mình sẽ ghé qua thăm làng này, cũng như là kiểm tra coi bên trong ngôi làng có thứ gì quý giá mà mình có thể nhặt được không nha. Rồi, giờ thì đi thôi. Hình như ở đây có cái hang thì phải. Ồ, ở đây có cái hang nè. Ở đây có mấy bé gà bé sói nữa. Và ở đây có sói thì mình nghĩ sẽ không có cáo đâu, tại vì sói thì sẽ kiểu như là cắn cáo ấy, cáo sẽ rất là sợ luôn. Thành ra mình sẽ tìm chỗ nào có nhiều gà hơn nhưng mà không có sói để tìm mấy bé cáo tuyết nha. Và vì có bộ lông hình như là màu trắng, thành ra mình phải nhìn thật là kỹ, nếu không thôi là sẽ khó lòng mà tìm thấy được những bé cáo đâu. Mấy bé cáo nấp rất là hay luôn. Rồi, đi tìm tiếp nào. Và cái khu rừng gỗ băng sam này khá là rộng ấy các bạn ơi. Mình hiện tại thì có một ít khoai tây, một ít táo và một ít thịt gà thôi, không biết có đủ xoay sở bên khu rừng này không nữa. Bên kia coi, nhìn kỹ coi. Ồ, có vẻ là không có rồi. Ồ, có cừu kìa. Ồ, đây có cừu luôn à. Vậy là mình có thể qua đêm á. Và mình cũng có mang theo cái giường nè các bạn ơi, thành ra có thể thoải mái mà ngủ qua đêm nha. Nhưng mà chắc mình sẽ không ngủ đâu, hạn chế ngủ thôi, để mình có thể tìm thấy được những cái con skeleton ngoài vùng băng giá này nữa, tại vì mình chưa gặp mấy con đó bao giờ. Ở đây có cừu nữa nè. Qua bên đây tiếp coi. Ủa, có gà. Có gà, gà là một mồi nhử rất là tốt để dụ mấy bé cáo luôn ấy các bạn ơi. Nhưng mà không biết cáo tuyết thì có ăn gà không ta, là cáo tuyết ăn thức ăn khác nhờ. Tốt nhất mình nghĩ là nên tìm mấy quả berry với các bạn ơi, quả mọng ngọt ấy. Gà ở đây nè, vậy cáo tuyết đâu? Ở đây có một cái igloo nè, cái lều tuyết đó các bạn ơi. Và những cái lều tuyết này thì sẽ có tỷ lệ là có căn hầm bí mật ở phía dưới ấy, để bây giờ mình sẽ kiểm tra coi. Ồ, cái này không có cái căn hầm bí mật rồi. Tại vì nếu có căn hầm bí mật ấy thì các bạn sẽ đập cái ô ở đây nè, và sẽ thấy một cái cửa sập. Từ cái cửa sập thì chúng ta sẽ đi trèo xuống cái thang leo ấy, và xuống dưới chữa bệnh cho anh dân làng. Ở dưới sẽ có một anh dân làng, cũng như là một cái con zombie dân làng ấy, để chúng ta làm thí nghiệm. Rồi, giờ đi tiếp thôi. Hy vọng sẽ gặp thêm một cái igloo như vậy nữa, và có thêm cái căn hầm bí mật thì càng tốt nha. Rồi, đi tiếp qua hướng bên đây nè. Thường thường trên đồi này sẽ có mấy con động vật cũng như là mấy cái quả ấy các bạn ơi. Để mình kiểm tra trước cái. Ui, ở đó có một cái lều tuyết nữa kìa. Những con cáo tuyết thì sẽ xuất hiện ở trong khu rừng rừng tuyết nè, hay là xuất hiện ở bên ngoài vùng trống nữa, hay là ở trên đồi tuyết. Không biết, mình không biết chính xác nó nằm ở đâu ấy. Thành ra cũng khá là khó để tìm ấy các bạn ơi. Và để coi cái này nó có cái căn hầm bí mật không nha. Nè, có nè. Cái này có cái căn hầm bí mật này các bạn ơi. Thấy chưa, mình nói rang mà. Rồi, đi xuống dưới coi. Rồi, được nha. Đi tìm cáo tuyết mà lại tìm được căn hầm bí mật luôn. Wow. Ở đây có lọ thuốc yếu đuối nè. Thuốc trong đây nó văng ra hay sao á. Bên đây có. Có than. Có than cũng khá là tốt. Thịt zombie, táo vàng. Ok, chắc mình... quên nữa, táo vàng này cho anh dân làng. Mình định đem về luôn ấy các bạn ơi. Ở đây có thảm đỏ hả? Trao đổi qua. Vậy là mình sẽ chữa bệnh cho anh dân làng này trước cái đã. Đây, đập cái này ra nè. Rồi, sau đó mình sẽ cho ảnh cái lọ thuốc yếu đuối trước. Các bạn muốn chữa bệnh thì sẽ quăng cái lọ thuốc yếu đuối trước nè. Sau đó cho anh dân làng ăn táo nha. Đó, giờ tay anh bắt đầu run rung rồi nè.
Rồi một xíu nữa mình sẽ quay lại đây để kiểm tra nha. Còn ở dân làng này chắc mình sẽ không mang lên được đâu, ở đây sâu lắm, mình không có cứu anh lên được đấy các bạn ơi. Tạm thời cho mấy anh ở đây đi, mình sẽ chọn lúa thì chắc sẽ làm được một ít ổ bánh mì ăn qua mùa đông này cũng được. Đây một ít ổ bánh mì nè, trả lại những cái lúa thừa ra. Cái tấm thảm chắc cái này chắc làm giống như cái giường cho dân làng ngủ hay sao á. Chậu hoa chắc sẽ đem về, đồ chế tạo thuốc đem về luôn. Nó đồ free mà, cái này là cái vạt hả, đem về luôn các bạn ơi. Rồi để cho anh dân làng ở đây từ từ khỏe, ảnh sẽ khỏe trong khoảng vài phút thôi các bạn ơi, thành ra cứ yên tâm nha. Ồ có vẻ là không có rồi, bình thường ở đây sẽ có rùa các bạn ơi. Nhưng mà ở đây hình như không có rùa rồi. Rồi đi tiếp thôi. Vào bên đây. Ồ ồ lạ vậy, đó giờ mình mới thấy cái cây mà không, cây không có lá nè. Ô cây mà không có lá nè các bạn ơi. Cái này cái gì nè. Ủa, ủa cây sao nằm ngang, thường thường mình nhớ là cây đâu có nằm ngang đâu. Ô đây là cái gì á. Nè các bạn thấy lạ không, tự nhiên cây mà sao nằm ngang mà lại không có lá nữa. Ô mình bắt đầu sợ sợ rồi nha. Ô cây mà nằm ngang mà lại không có lá nữa các bạn ơi. Kỳ thiệt á, lần đầu mình gặp luôn. Ok, nãy giờ mình tìm trong khu rừng rồi, nhưng mà chưa có thấy những bé cáo tuyết ấy. Tìm ở vùng trống cũng không có luôn. Bây giờ mình sẽ thử lên những cái đồi tuyết này coi, để coi coi có mấy bé cáo tuyết ở trên đây không nhá. Ủa có thỏ kìa. Ô, cáo cũng ăn thỏ nữa. Thành ra các bạn có hai loại động vật ấy, để có thể bẫy được những mấy bé cáo. Một là gà này, hai là mấy bé thỏ. Để coi coi bên trên đây có không nha. Có vẻ trên đây cũng không có luôn. Có vẻ trên đây cũng không có. Này, đây có thỏ nữa nè. Ủa thỏ rồi không có cáo hả ta. Mình thì không thể nào đem theo cọng dây để nhử mấy bé cáo được, thì gặp mình là mấy bé cáo chạy ngay hả. Ồ chắc mình sẽ dừng chân tạm ở ngôi làng này đi các bạn ơi. Rồi có gì qua đêm ấy, rồi mình sẽ đi khám phá tiếp nha. Rồi ghé qua ngôi làng này coi. Ngôi làng, ui creeper, giờ phải tiêu diệt mấy con này trước, nếu không thôi con creeper sẽ nổ và làm hư ngôi làng của mình á. Rồi không có bột thuốc súng, có mèo nữa. Mèo đen, rồi enderman. Ô nè, đó cái con mà mình nói nè. Ok để mình thử nha, hình như nó bắn cái mũi tên làm chậm nè, mũi tên chậm rãi nè các bạn. Ô thì ra là vậy. Ok mình sẽ dùng kiếm để ai da mình đang bị đánh hội đồng. No, mặc cái giáp kim cương vào. Rồi, sau đó mình sẽ... Ui, đừng, creeper. Creeper mà bị anh Golem đánh mà không ngõm ấy là sẽ bị nổ á, hư làng liền. Rồi, tiêu diệt mấy con này cái đã. Ô, mình được cái gì kìa. Mất tiêu rồi ta. Đây, giết một trong tất cả các quái vật ác. Ô, vậy là đó giờ mình giết hết tất cả các quái vật ác trong Minecraft rồi. Yay. Rồi giờ mình sẽ ăn một cái rồi ngủ nha. Hoàn thành xong thành tựu rồi các bạn ơi, khá là ổn. Rồi giờ thì mình sẽ thức giấc nè, và ra ngoài coi còn con quái nào không. Và ở đây có những cái cây sách nữa, chắc mình sẽ xin mấy anh dân làng đem về các bạn ơi. Chứ nhà mình giờ cũng khá là ít da bò rồi, tại mình không có thường xuyên cho bò ăn ấy. Rồi ok, chắc là bây giờ mình sẽ dừng chân tạm ở ngôi làng này. Rồi trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá cái vùng băng giá này nha, để tìm được những cái con cáo tuyết nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.